Về, về phía em thì em có khó khăn gì không? Dạ có, thì thật ra thì em có giấu một chuyện là em đã có con riêng rồi. Tại em nghĩ là cũng chưa biết hai người đi tới đâu thì cũng không muốn công khai làm gì điều đó. Và bây giờ thì cái tình cảm hai cha con rất là ok đúng không? Dạ, cái nỗi mà em phải nói là hình như là em là mẹ ghẻ còn ảnh là ba ruột chứ không phải là em. Không phải tuyệt vời. Dạ, khi mà em phạt con cái gì là chỉ có ảnh đỡ cho con thôi. Ngay sau đây xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em xin giới thiệu, em là Trần Đình Bá. Dạ em 30. Em hiện công tác bên nước giải khát. Em tên là Anh Thư, hiện nay em 28 tuổi và em là nhân viên văn phòng. Một người thì làm bên nước, còn một người là làm nhân viên văn phòng. Vậy thì hai bạn gặp nhau sao ta? Phân phối nước tới văn phòng. Phải không? Đúng rồi. Ai dạ, thiệt là lâu lâu cũng được một cú chứ. Dạ thực ra thì sao? Dạ là như vậy, lúc trước cách đây khoảng 3 năm thì em mới tốt nghiệp thì em cần việc làm, thì thông qua một người bạn thì mới giới thiệu em cho bạn này. Nói rằng là anh này biết việc, có thể giới thiệu em được một việc làm tốt. Dạ thì em mới tò mò, em gọi cho anh thì anh nói em yên tâm đi, anh quen nhiều bạn lắm, bên xuất nhập khẩu có gì anh giới thiệu cho em thôi. Dạ cho tới giờ nói thì chưa thấy làm. Vậy? Em cũng tự đi kiếm văn phòng em vô em làm vậy đó. Thực ra lúc đó thì qua điện thoại thì em nghe giọng cũng dịu dàng, dễ mến, em cũng tò mò. Sau thời gian 2 ngày thì cô này nói, anh ơi cho em cuộc hẹn đi để nhờ anh chia sẻ bất kinh nghiệm bên vấn đề xuất nhập khẩu. Thì em cũng ok đồng ý. Khi gặp thì cảm giác là sao rất là thân quen, giống như là đã gặp từ rất lâu rồi. Thì trong cái suốt buổi gặp đó, tại vì còn nhiều người nữa, thì em cứ nhìn bạn đó hoài. Bạn này chứ. Dạ xin lỗi, nhìn bạn bạn chồng em. Dạ bạn chồng nhìn, cứ nhìn len lén nhìn, mà thấy ảnh cũng cứ len lén nhìn mình hoài. Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em? Có nghĩa là hai bạn nhìn nhau lén la lén lút á. Rồi đến bao lâu thì mới bắt đầu là hai bạn mới chính thức là yêu nhau? Thật ra là có tình cảm là khoảng sau 2 tháng. 2 tháng là từ phía cô này, nhưng thực tế là từ tình cảm của em thì em xuất phát từ sau 2 tháng. À hiểu rồi. Vậy thì chắc chắn là nó phải có cái gì đó nó hơi khó trong cái tình cảm của hai bạn để đến được nhau, đúng không? Cái lúc mà quen cô này á thì em mới vừa chia tay cái mối tình đầu. Thì lúc đó em cũng lạnh lùng lắm. Cô này nói em là như cả mình. Rồi về phía em thì em có khó khăn gì không? Dạ có, thì thật ra thì em có giấu một chuyện là em đã có con riêng rồi. Tại em nghĩ là cũng chưa biết hai người đi tới đâu thì cũng không muốn công khai làm gì điều đó. Dạ, cho nên ảnh bắt đầu nghi ngờ em. Lúc nào đi chơi cũng là 9 giờ tối bắt buộc phải về. Thì khi mà biết được sự việc á là lúc đó em đắn đo suy nghĩ. Tại vì cũng khó cho em. Có nghĩa là sau biết. Khi em biết rồi thì vợ em mới nói cho em biết điều đó và em cảm giác bị tổn thương đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ nếu bây giờ chị hỏi ngược lại nè, ví dụ như vợ em nói trước với em cái điều đó thì cái phản ứng của em nó có khác không? Cái lúc đó thì em không có biết được cái tình cảm, hành động em lúc đó như thế nào. Nhưng mà khi mà em tìm hiểu được cái sự thật như vậy á, tâm trạng em rối bời lắm. Không biết cho sự sự như sao, tại vì em tự em rút lui chứ em không có nói một lời nào. Không phải em rút lui. Tại sao em lại lạnh lùng với cổ? Thì một phần là lạnh lùng để em suy nghĩ, em là làm cái gì cũng theo trái tim mách bảo thôi. Tại vì em là người xa quê, ba mẹ em mất hết rồi, trong này thì em trông cậy vào anh chị của em. Em tự xem lại bản thân, em xem cái cảm xúc của mình như thế nào. Còn em thì sao? Khi mà em chia tay với chồng em thì em cứ cảm thấy rây rứt là phải chăng người ta là con người như vậy, hay là tại vì mình chưa tìm hiểu kỹ mà mình đã vội quyết định như vậy. Vì cái cảm giác rây rứt cho nên em thử một lần liên hệ với lại chồng cũ em, thì không ngờ chồng em lại phản hồi lại. Dạ em nói chung là yêu thật lòng, có tình cảm với cô ấy cũng nặng lắm. Em không có khe cái quá khứ của cô ta như thế nào thì em mới mở lòng. Bây giờ chị muốn hỏi nè, khi mà em quyết định là đến với vợ em, cái cảm xúc của em á khi mà em tiếp cận đứa nhỏ nó như thế nào? Thật ra lúc trước á vợ em đã có dẫn đi chơi, cứ nói là cháu thôi, con của chị thôi. Rồi thì bây giờ sau khi mà em biết đó là con của vợ mình á thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em cũng cảm thấy thương nó. Và bây giờ thì cái tình cảm hai cha con rất là ok đúng không? Dạ. Cái nỗi mà em phải nói là hình như là em là mẹ ghẻ còn ảnh là ba ruột chứ không phải là em. Không phải tuyệt vời. Dạ, khi mà em phạt con cái gì là chỉ có ảnh đỡ cho con thôi. Vậy đó. Là năm nay cháu được mấy? 5 tuổi rồi ạ.
À vậy hả? Cho anh hỏi nha, sau khi là hai người đó đã quay quyết định là quay lại với nhau rồi đó, thì còn cái điều gì mà nó gây cản cái chuyện hôn nhân của các bạn? Trước khi đi tiến tới hôn nhân thì mẹ nói phải kể cho anh chị trong gia đình nhà em biết cái chuyện tế nhị là có con riêng của vợ. Thì nói chung là em thực hiện lời hứa, ok, không có gì hết. Anh chị em cũng đồng tình. Đồng tình phải không? Dạ. Có nghĩa là gia đình bên em là thuận thảo hết. Và bên đây thì mẹ em cũng đã chấp thuận hết rồi. Nói chung gia đình bây giờ là thuận thảo hết. Thuận thảo, đoàn viên rồi đúng không? Nói chung anh hỏi như vậy để chi? Để mà anh chúc mừng em. Và chúc mừng em hơn là bởi vì em có được một người chồng tuyệt vời như vậy. Chị nói nè, là khi mà nghe hai em nói chuyện á, cái cảm xúc của chị đối với ông xã của em á, chị rất là thương. Em biết tại sao? Tại vì á, bạn mồ côi thì bạn rất khát khao cái tình cảm. Bạn không lý giải được tại sao bạn yêu em. Cái đó chị nói thiệt. Đó mà rõ ràng khi bạn thương con em còn hơn cả em. Thì á, chị nói thiệt với em á, nếu như để cho em đi tìm kiếm, đỏ mắt em tìm không có ra con người như vậy. Hàng hiếm thì mình phải giữ. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn em.